trẻ mê bóng đá. Chuyền bóng. Chuyền bóng đi chứ. Bố đồ nhỏ, bố muốn chơi bóng với con à? Ừ, được. Vậy con phát bóng nhé. Ây da, mau chuyền bóng đi chứ. Hả? Hỏng rồi. Chuyện gì thế? Bố đồ nhỏ không đón bóng. Khoan đã. Mùi gì vậy? Bố đồ nhỏ, em bỏ anh trong nồi xương hầm cơ mà. Hỏng rồi, xương hầm cháy mất rồi. Xương cháy hết rồi, ăn kiểu gì bây giờ? Bố đồ nhỏ. Ngon, ngon. Em làm gì vậy? Không được xem. Đây là World Cup đấy. Không cần biết. Con đồ to, con trông chừng bố đồ nhỏ cho mẹ. Không được cho bố xem TV nữa. Tuân lệnh. Con trai, cho bố mượn điều khiển đi. Không được, mẹ không cho bố xem bóng. Có cách rồi. Bố đồ nhỏ, sao bố lại hóa trang như vậy? Con có muốn làm đội trưởng đội cổ vũ World Cup không? Muốn ạ. Được rồi, bây giờ chúng ta là đội cổ vũ bố con. World Cup, chúng tôi tới đây. Hai bố con nhà này muốn tạo phản à? Đã nói rõ là không được xem bóng đá rồi. Đủ rồi. Hai người muốn làm mẹ tức chết hả? Tắt tivi đi, tịch thu điều khiển. Nếu hai người thừa sức lực quá thì đi dọn sân giường đi. Tại bố cả đấy, không được xem tivi, còn bị mẹ tập về phạt đi quét sân nữa. Trận chung kết sắp bắt đầu rồi, nhất định phải giành lại tivi. Có cách rồi. Chuyện gì vậy? Bố đồ nhỏ ơi, TV nhà mình hỏng rồi. Không sao, hỏng thì để bố sửa. Cái này có tác dụng không? Yên tâm đi, không vấn đề gì. Cái gì? Vé số bóng đá. Trúng hết, được giải nhất. Tỷ số bao nhiêu rồi? Sút đi, chuyền đi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Bố kẹo bông gọi điện đến, bảo là nếu trận này thắng thì vé số bóng đá của bố đồ nhỏ có thể trúng thưởng lớn. Nhưng cái tivi này, đừng lo, chuyển tivi vào phòng khách. Thắng rồi. Bố đồ nhỏ, vé số của anh đâu? Anh cất trong túi quần, mau mang quần ra đây. Lạ thật, cái quần anh thay ra đâu mất rồi? Giải nhất của tôi, giải nhất ơi. Đừng khóc nữa, là một người hâm mộ bóng đá lâu năm, lần sau anh vẫn có thể đoán trúng tiếp. Có điều gì? Em phải cho anh xem bóng đá. Lần sau chúng ta cùng xem. Trận đấu bóng đá này cũng rất hấp dẫn. Xem trận đấu còn có thể cải trang thành người anh đi ăn chơi. Còn phải gọi Tiểu Minh và Kẹo Bông tới chơi cùng. Đi chơi thôi.
Mèo đen quậy phá. Có trộm. Đứng lại, không được chạy. Con đồ to, bố đồ nhỏ, hai người mau lại đây. Mẹ tập về. Đây là tạo hình mới của em đấy à? Nói linh tinh, con mèo hoang này gây ra đấy, mau bắt nó lại. Nhìn kia, ở đằng kia. Xem đây. Mau nhìn kìa. Mèo con, ở đây có cá ngon này. Mau xuống đây, mau xuống đây nào. Lạ nhỉ, đi đâu rồi? Đâu mất rồi? Đi đâu rồi? Bố ơi, bố mọc râu kìa. Áo của bố. Con mèo này thông minh quá. Bắt về chơi với con đi. Bố không tin, nhất định phải bắt được nó. Hãy xem vua bắt mèo vô địch của bố. Bố đồ nhỏ, cái này dùng thế nào ạ? Con xem. Mèo dẫm vào bàn đạp thì quả bóng này sẽ lăn xuống, chạm vào lò xo, rơi xuống đĩa đệm. Mèo sẽ bị nhốt vào lồng. Nhưng nhà mình hết cá rồi, lấy gì làm mồi nhử đây? Bố có cái tốt hơn. Mèo đều thích những thứ hình cầu, cái này chắc chắn nó sẽ thích. Bố ơi, cái này sẽ không làm mèo con bị thương chứ? Yên tâm, không đâu. Bố làm chuyên nghiệp mà. Lâu thế rồi sao vẫn chưa được? Tới rồi. Bắt được rồi. Bóng đâu? Chả tác dụng gì. Không thể nào. Bố thử xem. Bố đồ nhỏ. Con đồ to. Bố tìm trợ giúp đi. Bố ơi, trợ giúp của chúng ta có tác dụng không? Có chứ. Mèo bắt chuột, chó đuổi mèo. Cún con, chỉ cần mày đuổi được con mèo đi, tao sẽ cho mày ăn đùi gà. Mau đi đi. Bắt được rồi, xem mày chạy đằng nào. Bố đồ nhỏ, mau nhìn kìa. Lạ thật. Sao lại có ba chú mèo con? Con ôm về đấy. Con thấy trong giường có một cái chuồng mèo không ai ngó ngàng, con liền mang vào trong nhà. Hóa ra là thế. Xem ra con mèo đen này là mẹ của chúng. Vậy là mèo mẹ đang bảo vệ mèo con sao? Đúng thế, nó cướp cá của chúng ta cho mèo con ăn. Xin lỗi mèo mẹ, lúc nãy là hiểu lầm. Xin lỗi mèo mẹ, tao không cố ý lấy trộm con của mày đâu. Tao cũng muốn bảo vệ chúng. Bố đồ nhỏ, vậy chúng ta mau đưa những chú mèo đáng yêu này về nhà đi. Được. Sao lộn xộn thế này? Lần này thảm rồi. Mèo con chạy mau. Chạy mau.